Thưa quý vị, chiều qua Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành ba trung tâm hồi sức tích cực trực thuộc sự quản lý của ba bệnh viện tuyến cuối hàng đặc biệt, gồm bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Trung ương Huế. Tham dự lễ khánh thành có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ba trung tâm hồi sức tích cực này có quy mô 1.500 giường, bao gồm trung tâm hồi sức Bệnh viện Bạch Mai, đặt tại Bệnh viện Giả chiến số 16, quận 7, quy mô 500 giường. Trung tâm hồi sức Bệnh viện Trung ương Huế đặt tại quận Tân Phú, quy mô 500 giường. Trung tâm hồi sức Bệnh viện Việt Đức đặt tại Bệnh viện Giả chiến số 13, huyện Bình Chánh, quy mô 500 giường. Ba trung tâm hồi sức này do giám đốc các bệnh viện nêu trên kiêm nhiệm làm giám đốc cùng với sự hỗ trợ từ một số bệnh viện trung ương khác như nhiệt đới trung ương, phổi trung ương, lão khoa trung ương, E và K. Với tinh thần trách nhiệm rất cao, chỉ trong vòng 20 ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng hoàn thành 3 bệnh viện giả chiến 13, 14, 16. Đặc biệt với sự hỗ trợ của Bộ Y tế đã thiết lập xong 3 trung tâm hồi sức Riêng trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 Trung ương Huế có quy mô 500 giường bệnh đặt tại số 2 đường Trường Chinh, phường Tây Thành, quận Tân Phú. Theo dự kiến vào đầu tuần tới, đoàn công tác bệnh viện Trung ương Huế với số lượng khoảng 120 chuyên gia y bác sĩ sẽ chính thức xuất quân tham gia tuyển đầu chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và đưa vào hoạt động trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Việc đưa vào hoạt động các trung tâm hồi sức tích cực cùng trang thiết bị hiện đại và chung tay của các y bác sĩ trung ương, các địa phương sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị các ca F0 trên địa bàn cũng như phát huy hiệu quả các bệnh viện trong tháp điều trị 5 tầng của thành phố. Đến nay toàn thành phố đã có 15 bệnh viện giả chiến, 42 bệnh viện cơ sở điều trị đưa vào hoạt động với quy mô gần 45.000 giường phát biểu tại lễ khánh thành thứ trưởng nguyễn trường sơn đề nghị ba bệnh viện bạch mai việt đức và trung ương huế nêu cao tinh thần đoàn kết đồng thuận đồng bộ để cùng nhau chia sẻ chuyên môn tổ chức đào tạo về chống nhiễm khuẩn cũng như sử dụng các trang thiết bị hiện đại như máy thở máy lọc máu hệ thống ecmo để cùng tạo ra cơ hội tốt nhất cho thành phố hồ chí minh chống dịch